Chiều nay ngày 25 tháng 10, ông Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh Sóc Trăng về việc giám sát thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ. Tiếp và làm việc với đoàn có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, ông Lâm Tấn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện sở ban ngành tỉnh và lãnh đạo các địa phương trong tỉnh. Theo báo cáo tính đến nay, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt gần 4.800 tỷ đồng với gần 155.000 hộ vay, chiếm tỷ lệ gần 46% số hộ dân sinh sống trên địa bàn tỉnh. Về vốn tín dụng chính sách xây dựng nông thôn mới đạt gần 3.400 tỷ đồng, chiếm 75% tổng dư nợ. Vốn chương trình giảm nghèo bền vững đạt hơn 2.400 tỷ đồng, chiếm 50,87% tổng dư nợ với trên 82.000 hộ vay. Và dư nợ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt hơn 1.300 tỷ đồng với hơn 45.000 hộ vay. Trong đó, dư nợ đối với hộ dân tộc thiểu số là 740 tỷ đồng với 27.000 hộ vay vốn. Song song đó, vốn tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ đạt gần 300 tỷ đồng với hơn 7.000 hộ vay vốn. Theo đánh giá chung, việc triển khai tín dụng chính sách xã hội đã giúp các hộ phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng tại địa phương. Ngân hàng Chính sách Việt Nam thì cũng có cái sự tăng cường hỗ trợ cho tỉnh để có cái tháo gỡ những cái khó khăn trước đây. Hiện nay thì đi vào cái hoạt động thì nó ổn định và nền nếp. Qua cái chuyến công tác của đoàn, đặc biệt là ý kiến của các đồng chí tại cái hội nghị hôm nay, thì thay mặt cho lãnh đạo tỉnh thì tôi cũng xin ghi nhận và sẽ có những cái sự chỉ đạo trong thời gian tới, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân để làm sao có cái sự chỉ đạo tập trung hơn nữa để nhằm phát huy những cái kết quả đạt được và khắc phục những cái khó khăn vướng mắc, rồi cũng tranh thủ đối với các cái bộ ngành trung ương để cùng với tỉnh để tháo gỡ những cái khó khăn. Thực hiện chỉ thị số 40 và kết luận số 06 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đến nay các địa phương đã ủy thác sang Ngân hàng Chính sách Xã hội để bổ sung nguồn đạt trên 147 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong công tác triển khai tín dụng chính sách, đồng thời đề ra những nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới. Để báo cáo đồng chí là trong cái nhiệm vụ thực hiện thì trong cái thời gian tới, trong báo cáo thì đã đưa ra và đặc biệt kiến nghị đề xuất thì đã được các cái đồng chí đại diện các bộ ban ngành cũng giải thích, đặc biệt tiếp thu để làm sao tham mưu hoàn thiện tháo gỡ vướng mắc. Và thông tin mới nhất của đồng chí Liên vừa cung cấp là Quốc hội cũng đang thảo luận đúng không, để tháo gỡ những cái vướng mắc và có cái cơ chế đặc thù, thì đề nghị các đồng chí tiếp tục tập trung tổ chức triển khai thành công 3 chương trình mục tiêu quốc gia mà chúng ta đã định liệu, cố gắng làm sao giải ngân hết vốn để tiền triển khai mà lúc ta không làm được thì ta có cái nguồn lực để tiếp tục hỗ trợ bà con. Cái này thấy rất là quý, đặc biệt là tỉnh nhà chúng ta, chương trình mục tiêu quốc gia để gắn chặt cái nhiệm vụ của xã hội và cũng làm sao để thành công cái việc đó, để hỗ trợ chúng ta thành công thực hiện cái nghị quyết đại hội đảng lần thứ 14 của tỉnh nhà. Trước đó, trong buổi sáng, đoàn công tác Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã có buổi giám sát thực tế tại huyện Mỹ Tú. Cùng đi với đoàn có bà Quỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo tính đến nay, huyện Mỹ Tú có tổng nguồn vốn hỗ trợ cho vay đạt trên 185 tỷ đồng. Trong đó, vốn hỗ trợ cho hộ nghèo trên 20 tỷ đồng, hộ cận nghèo trên 48 tỷ đồng, học sinh sinh viên trên 18 tỷ đồng, giải quyết việc làm trên 35 tỷ đồng. Hiện nay, huyện Mỹ Tú đã triển khai cho vay 17 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ đạt 432 tỷ đồng, trên 13,7 ngàn hộ vay vốn. Các hỗ trợ nêu trên đã góp phần tạo việc làm cho 3.500 lao động, hỗ trợ chi phí cho 40 người đi xuất khẩu lao động nước ngoài, xây dựng trên 7.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, xây dựng gần 4.000 ngôi nhà cho hộ nghèo, góp phần tích cực vào việc giải quyết vấn đề an sinh xã hội và đặc biệt đã giúp hàng ngàn hộ thoát nghèo. Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam Dương Quyết Thắng đề nghị trong thời gian tới, huyện Mỹ Tú cần chú trọng làm tốt hơn nữa công tác đảm bảo an sinh xã hội, nhất là hỗ trợ vốn tín dụng chính sách cho người dân, nhất là chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ. Cũng trong buổi sáng,
đoàn công tác đã đến kiểm tra hoạt động giao dịch tại xã Thuận Hưng và giám sát thực tế tại các hộ vay vốn tín dụng chính sách ưu đãi từ các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã.